Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng quay lại series review các trường đại học. Và ngôi trường chiếm spotlight trong video này là Đại học Hoa Sen. Đây là ngôi trường được các bạn comment rất rất nhiều. Và đây cũng là một trong các trường đại học mà giang hồ gọi là trường dành cho họ rich kid hay trường con nhà giàu, điểm đầu vào thì thấp, cứ có tiền là vào học được ngay. Theo khảo sát của Edu to Review thì đây là trường đại học hạnh phúc nhất ở TP.HCM. Vậy thì thật sự Đại học Hoa Sen có gì? Trường có đủ chất lượng và điều kiện để các bạn theo học hay không? Cùng tìm hiểu qua video này nha. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lướt qua các ngành đào tạo tại trường. Cũng khá tương tự ở trường đại học dân lập khác, thì ở Hoa Sen chúng ta sẽ thấy là trường không đào tạo tập trung vào một ngành hay một khối ngành nào mà sẽ khá đa dạng gồm nhiều ngành nghề khác nhau để sinh viên có nhiều lựa chọn. Ở khối kinh tế thì trường hiện đang đào tạo các ngành như là quản trị kinh doanh, marketing, thương mại điện tử hay tài chính ngân hàng, vân vân. Và các ngành về quản trị như là quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch. Về khối ngành kỹ thuật thì có công nghệ thông tin, kỹ thuật phần mềm hay mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, vân vân. Ngoài ra trường còn có các ngành thú vị khác như thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang hay các ngành ngôn ngữ như là ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hoa Kỳ. Đặc biệt năm nay trường dự kiến mở một số ngành mới khá hấp dẫn như trí tuệ nhân tạo, quan hệ công chúng hay nghề làm phim, vân vân. Và vấn đề tiếp theo cũng rất quan trọng khi các bạn đưa ra quyết định chọn trường, đó là mức học phí. Đại học Hoa Sen là một trường đại học dân lập và thật ra thì ngôi trường này cũng lọt top các trường đại học có mức học phí cao nhất Việt Nam. Nếu tính trung bình theo tháng thì học phí ở Hoa Sen dao động trong khoảng từ 5 đến 6 triệu một tháng. Và một năm học nếu tính trung bình khoảng 10 tháng thì học phí tương ứng sẽ từ 50 đến 60 triệu một năm. Vì thế, đây là một ngôi trường có thể nói là không dành cho các bạn gặp khó khăn về tài chính. Khi các bạn quyết định chọn học ở đây thì phải cân nhắc, tính toán kỹ càng và bàn bạc với gia đình nhé. Vì mình biết có một số bạn khi chọn trường chỉ quan tâm tới mức điểm chuẩn. Theo mình đủ điểm vào thì cứ nộp hồ sơ vào mà quên mất tính toán đến học phí. Và ngoài học phí ra thì ở đại học còn tốn rất nhiều chi phí khác nữa. Bạn có thể xem thêm video học đại học tốn bao nhiêu tiền trong kênh của mình nha. Rồi với mức học phí cao như vậy thì cơ sở vật chất ở Đại học Hoa Sen có gì? Trường hiện tại có 5 cơ sở chính, gồm trụ sở ở đường Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, quận 1, 2 cơ sở ở công viên phần mềm Quang Trung, quận 12 và 1 cơ sở ở đường Cao Thắng, quận 3 và 1 cơ sở mới ở Thành Thái, quận 10. Các phòng học ở Hoa Sen khá đa dạng, được thiết kế tùy theo nhu cầu của các môn học và tất cả đều không có bục giảng, mục đích là để tạo cảm giác gần gũi hơn giữa giảng viên và sinh viên. Và ngoài ra có nhiều phòng học được thiết kế theo dạng hình chữ U để việc trao đổi tương tác diễn ra hiệu quả hơn. Ngoài các phòng học lý thuyết thì các lớp thực hành ở Hoa Sen cũng cực kỳ ấn tượng. Từ các phòng máy tính cho các bạn học các ngành công nghệ thông tin hay các lớp thiết kế đồ họa cho đến các studio chuyên nghiệp được trang bị đầy đủ máy quay, phông xanh, đèn chiếu sáng, vân vân. Đối với các ngành thiết kế thời trang, nhà hàng hay khách sạn cũng có riêng các phòng chức năng để các bạn sinh viên thoải mái thực hành luôn. Ngoài các phòng học xịn sò này thì thư viện cũng là nơi được nhà trường đầu tư khá nhiều. Ngoài các khu vực trưng bày sách và nơi ngồi đọc sách thì thư viện của Hoa Sen cũng có hẳn một khu riêng để cho các bạn ngồi tự học hay là học nhóm. Và đặc biệt ở cơ sở Quang Trung của Đại học Hoa Sen có khuôn viên cực kỳ rộng và nhiều cây xanh. Ở đây cũng có sân tập thể dục thể thao, nhà thi đấu để phục vụ nhu cầu học tập cũng như là rèn luyện sức khỏe của sinh viên. Rồi với những điều kiện như vậy thì chất lượng đào tạo ở Hoa Sen như thế nào? Đại học Hoa Sen hay các trường đại học dân lập nói chung thì thường bị gắn với cái mác là trường nhà giàu hay điểm chuẩn thấp, có tiền là vào học được. Đây là một suy nghĩ khá phổ biến, nhưng mà đúng là đầu vào ở các trường này không cao, không thể so sánh với các trường đại học công lập top đầu được. Tuy nhiên có một vấn đề là các bạn cần phải nhìn nhận một điều là chất lượng đầu vào không hoàn toàn quyết định chất lượng đầu ra được, trừ khi 4 năm học của các bạn là 4 năm chỉ chơi mà không học. Sau một vài cuộc khảo sát các bạn sinh viên thì mình thấy là ở Hoa Sen trường luôn tạo điều kiện tốt cho các bạn, thầy cô nhiệt tình, tận tâm với sinh viên. Thông qua cách thiết kế phòng học để tạo sự gần gũi giữa người dạy và người học cũng thấy sự tinh tế của nhà trường. Còn một sự thật thú vị là thêm một khảo sát của trang Edu to Review thì Đại học Hoa Sen là trường đại học hạnh phúc nhất ở TP.HCM thông qua mức độ hài lòng về giảng viên, về môi trường học tập và cả về cơ hội việc làm. Ngoài ra, ngôi trường này cũng đạt được chứng nhận IUNQA, đây là chứng nhận chất lượng của mạng lưới các trường đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, trường cũng đạt được các chứng nhận khác đến từ các tổ chức quốc tế ở Anh và Hoa Kỳ. Rồi, về thực tế cơ hội việc làm của các bạn sinh viên tốt nghiệp Đại học Hoa Sen như thế nào? Theo khảo sát mới nhất của nhà trường thì tỷ lệ có việc làm các ngành ở trường rất cao, đều trên 83%, có các ngành trên 90% như tài chính ngân hàng, nhà hàng khách sạn, vân vân. Trường cũng có trang thông tin tuyển dụng để hỗ trợ sinh viên tìm việc làm. Và Hoa Sen cũng là đối tác có nhiều doanh nghiệp lớn trên thị trường như là Bosch, HSBC, TMA Solution, Hanoverland, Sheraton, vân vân. Vì thế cơ hội việc làm là luôn có. Việc của các bạn là làm sao để nắm bắt được cơ hội, nên cố gắng học tập và rèn luyện nhé. Rồi đó là các thông tin tổng quan nhất về trường Đại học Hoa Sen. Có vấn đề gì thắc mắc các bạn cứ để comment nhé. Nếu thấy video này có ích thì các bạn hãy giúp mình bằng cách bấm vào nút like và chia sẻ video này đến với những người cần nó và bấm vào nút đăng ký kênh và cái chuông để nhận được những video thú vị và bổ ích tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.